đội tuyển Indonesia vừa công bố danh sách triệu tập với 28 cái tên. Trong số 10 cầu thủ nhập tịch được triệu tập, 6 gương mặt đã được mang tới Asian Cup 2023. 4 cầu thủ nhập tịch mới đều có một phần dòng máu Indonesia và cùng đang thi đấu ở nước ngoài. 3 cầu thủ dù chưa hoàn thành thủ tục nhập tịch nhưng vẫn được huấn luyện viên Shin Tae-yong điền tên. Truyền thông Indonesia tin rằng những cầu thủ này sẽ sớm được hoàn tất thủ tục để có thể ra sân ở 2 trận đấu sắp tới với đội tuyển Việt Nam. Thời hạn cuối cùng mà Liên đoàn bóng đá Indonesia phải gửi danh sách đăng ký thi đấu lên AFC là ngày 13 tháng 3. Chiến lược sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch của Indonesia đã phần nào mang lại hiệu quả trong thời gian vừa qua. Ở vòng chung kết Asian Cup, họ đã giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam và lần đầu vượt qua vòng bảng.